Đại dịch Covid-19 đã khiến hàng nghìn em nhỏ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trở thành trẻ mồ côi. Một chương trình trung thu ấm áp đã được tổ chức để có thể xoa dịu phần nào những tổn thương của các em. Phóng viên Thu Hương thông tin từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, mùa Tết Trung thu năm nay cho phép tôi không gửi đến quý vị không khí Trung thu tại những cái địa điểm quen thuộc, những nơi được xem là truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh mỗi mùa Tết Trung thu về, như là phố Đèn Lồng Lương Dưỡng Học, công viên Văn hóa Đầm Sen, công viên Thỏ Trắng, phố đi bộ Nguyễn Huệ hay là nhà thiếu nhi thành phố. Mùa Tết Đoàn viên năm nay, tôi đang có mặt tại một trong những cái sự kiện rất đặc biệt được tổ chức tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh dành cho hơn 400 em nhỏ và phụ huynh. Chương trình có tên là Điều ước Trăng Rằm, nằm trong dự án Điều ước 21. Chương trình thì có sự tham dự của các bạn nhỏ nói chung và đặc biệt còn có sự tham dự của các em nhỏ đã không may vắng bóng cha mẹ trong đại dịch Covid-19 vừa qua. Tham dự chương trình ngày hôm nay thì các em nhỏ của chúng ta sẽ được tham gia vào rất nhiều các hoạt động đón Trung thu, như là tham gia trò chơi lớn, giải mật thư, rước đèn ông sao, thưởng thức ẩm thực hay là tham gia thời khắc đếm ngược nguyện cầu đón trăng lên. Đặc biệt vào lúc 19:30 thì ban tổ chức sẽ có một phần rất đặc biệt được mong chờ nhất, đó là chương trình chia sẻ mầm yêu thương. Đây là một chương trình giáo dục cảm xúc giữa điện ảnh và âm nhạc được ban tổ chức thực hiện dành tặng riêng cho các em nhỏ của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay 15 tháng 8 âm lịch là Tết Trung thu. Trung thu năm nay trùng vào thứ Bảy nên lượng người dân đổ về các tuyến phố của thủ đô tăng đột biến. Và để các em nhỏ có một cái Tết trông trăng vui tươi, bổ ích thì nhiều hoạt động văn hóa đã được tổ chức mang đậm sắc màu truyền thống. Phóng viên Đinh Ánh thông tin từ khu vực phố cổ Hà Nội. Xin mời chị Đinh Ánh. Vâng, xin kính chào trường quay, xin kính chào quý vị khán giả. Theo ghi nhận của chúng tôi thì mặc dù là bây giờ đang là 18:30 thì đã có rất nhiều người dân đến đây để tham quan và chụp ảnh. Mặc dù thì ở đây thì có rất là nhiều đèn lồng đã được trang trí lên đây và chủ yếu là với hoa văn như là trống hoặc là hoa lá. Và tại đây thì chúng tôi ghi nhận có rất nhiều người dân đến đây với là tâm trạng háo hức và các em nhỏ xuống phố với tâm trạng háo hức. Ngoài ra thì chúng tôi cũng cùng với đó thì để thêm đa dạng các hoạt động văn hóa tại phố đi bộ Phùng Hưng thì ban tổ chức còn sắp đặt các không gian giới thiệu về đồ chơi, các nghệ nhân và thợ thủ công hướng dẫn cách làm đồ chơi truyền thống, đèn ông sao, đèn ông tiến sĩ và ông đánh gậy, đèn kéo quân. Và lễ hội Trung thu phố cổ được tổ chức hàng năm có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần gìn giữ giá trị lịch sử văn hóa khu phố cổ Hà Nội và hướng mọi người về với cội nguồn dân tộc và phát triển không gian văn hóa mang tính cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách du lịch thăm du lịch. Còn bây giờ thì xin kính trở lại trường quay ạ. Cảm ơn phóng viên Đinh Ánh với những thông tin từ phố Phùng Hưng. Tại khu đô thị Eco Park, đêm hội trăng rằm đã được tổ chức. Chương trình như một chuyến tàu ngược thời gian tái hiện ngày Trung thu thời ông bà cha mẹ để dành tặng cho các em nhỏ. Ngay từ đầu giờ chiều, nhiều gia đình đã có mặt tại khu đô thị Eco Park để tham gia chương trình đêm hội trăng rằm. Các chuỗi hoạt động truyền thống kết hợp với hiện đại như làm đèn lồng hay tranh tài làm đầu lân khổng lồ, trang trí mặt nạ giấy bồi đã thu hút nhiều bạn nhỏ. Khi mà được tham gia những hoạt động ở Eco Park, con cảm thấy rất vui. Hoạt động con vui nhất là làm mặt nạ. Lâu lắm rồi con cũng chả được làm những hoạt động này. Ở trường cũng hiếm. Thế nên khi đến đây con cảm thấy rất vui và muốn là năm nào đó mình được quay lại đây ạ. Dạ, con rất là vui khi được mẹ dẫn đi Trung thu. Con được các cô, các chú hướng dẫn cho làm đèn lồng. Và đây là sản phẩm của con. Chương trình đêm hội trăng rằm do tập đoàn Eco Park tổ chức không chỉ là hoạt động mang lại những giá trị tinh thần của mùa Trung thu khi vừa gợi nhớ những ký ức đẹp của tuổi thơ, mà còn là sợi dây giúp gắn kết tinh thần gia đình, cũng như là nơi để người lớn trở về ký ức tuổi thơ. Thì mình thấy rất là vui cho các con, bởi vì là bình thường ý, đa số thì các con chỉ ở trong nhà chơi khu vui chơi, nhưng hôm nay ra ngoài trời thì các con lại được trải nghiệm những cái mà gần như bố mẹ làm ngày xưa. Khi mà mình sang bên này thì mình cảm thấy là không gian nó cũng khác hẳn ở bên kia, nó nhiều cây xanh hơn và cũng nhiều khu vui chơi để cho trẻ con chơi hơn ấy. Nó cũng là một cái dịp để đưa cả gia đình mình đi chơi dã ngoại,
cũng có nhiều hoạt động bên nhau hơn, cũng có nhiều thời gian dành cho con cái hơn ngoài cái giờ làm việc. Tại vì là mấy chục năm rồi còn gì nữa, khi mình bé thì mình ở nhà mình tham gia, đến khi mình lớn mình lấy chồng mình lại lo làm nghĩa vụ làm vợ làm mẹ. Bây giờ mình nhàn rồi đúng không? Thì lại trở lại tuổi thơ xem sao. Được biết đến là nơi cưu mang những đứa trẻ đường phố có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ, đoàn Lân Sư Rồng Long Nhi Đường tại thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành cái tên quen thuộc với mọi người, nhất là mỗi mùa Tết Trung Thu về. Không cha mẹ, không nhà cửa, có em bị bỏ rơi, đội Lân Sư đã trở thành mái ấm của nhiều em nhỏ để bắt đầu một cuộc sống mới. 16 giờ, bất chấp cơn mưa chiều đang đến, tiếng trống lân vẫn rộn rập. Những đôi chân của những đứa trẻ lòng nhi đường vẫn miệt mài nhảy múa, luyện tập. Sau 2 năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Tết Trung Thu năm nay, những đứa trẻ này đã phấn khởi hơn nhiều. Tập từ 4 giờ, con tập được giống thét ông bể. Năm nay thì đoàn có chuẩn bị cho thật là nhiều tiết mục diễn mới. Đó rất là đặc sắc. Được thành lập từ tháng 4 năm 2010, hơn 12 năm qua, đoàn Lân Sư Rồng Long Nhi Đường đã trở thành mái nhà chung của hàng trăm trẻ em cơ nhỡ. Mỗi em đến đường tư ở đây đều có hoàn cảnh đau thương riêng biệt, và những người cũ lần lượt cưu mang, nuôi nấng những thành viên mới. Những người anh chỉ cho tụi em cách sống lại ngoài xã hội, tránh những cái xấu ngoài. Mình ở đây có một số em không có gia đình, không có mẹ, cha gì hết, thì cái tình thương nó không có rồi. Thì ở đây một số người có, một số người không. Thì một số người có thì lại đun đắp cái tình cảm cho nó nhiều hơn. Hiện tại, Long Nhi Đường có khoảng 40 thành viên. Trong đó, 26 em đang sinh sống, học tập tại đoàn Lân. Những thành viên khác chỉ đến tập luyện, tham gia hoạt động nhảy múa cùng mọi người. Thành viên lớn nhất đoàn cũng đã 24 đến 25 tuổi. Em nhỏ nhất cũng đã lên 8. Trong đó, có 3 em nhỏ mới đến đoàn Lân sau khi mất đi cha mẹ trong đại dịch Covid-19. Tôi luôn luôn lúc nào cũng theo dõi các em để mà xem nó làm được chưa, các em làm được chưa và đã ổn định chưa. Và thật sự là ổn định lắm chưa thì lúc đó tôi mới thôi về cái việc nghĩ về các bạn đó và để tập trung tiếp lo cho những em thế hệ sau. Nhờ có sự yêu thương của tất cả mọi người, 2 năm khó khăn nhất vì đại dịch Covid-19, Long Nhi Đường đã vượt qua. Long Nhi Đường sẽ tiếp tục là mái ấm dành cho những em nhỏ kém may mắn.